Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Phạm Thảo Nguyên, tốt nghiệp loại giỏi ngành công nghệ sinh học. Xin chào mừng các bạn đến với Phà Cắt Lái và channel của mình nha. Công viên. Chào mừng các bạn đến với cổng trường đại học. Lâu lắm rồi mới thấy rất là nhiều gấu, ong và hoa. Lễ vinh danh sinh viên. Xin chào bác bảo vệ. Lễ vinh danh sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Các bạn nam đang chụp hình. Đây là sân khấu rất là rộng. Và chào các bạn nha. Một hình ảnh rất là xúc động. Khoảng 7 giờ 15 là mình phải lên trên tầng 12 để bắt đầu chuẩn bị vô phòng thi. Đây là một số cảnh đứng ở trên dãy Y. Có thể nhìn thấy phòng 12 ABC. Rồi lúc mà mình mới vào phòng thi các bạn nên tắt báo thức và tắt nguồn điện thoại luôn nha. 3 hours later. Khoảng 11 giờ 30 phút. Lúc này ở dưới đang rất là đông vui. Cảnh này mình quay bằng cái máy quay cầm tay của mình đó. Một không khí rất là tưng bừng các bạn ơi. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Thảo Nguyên, tốt nghiệp loại giỏi ngành khoa học môi trường. Selfie trong phòng Melimat nha các bạn. Xin chào các bạn đến với cái team đi thi nói buổi chiều. Chào các bạn. 3 hours later. Thực ra thì nói khoảng có 1 tiếng rưỡi thôi. Bây giờ là khoảng 2 giờ 30. Alo các bạn, mình mới thi anh văn xong. Bây giờ mình sẽ thử micro nha các bạn. Siom Sasip Obun chọn nên luôn. Siom Sire đồ chắc khai giam ta. Siom Si gió to si ram yon. Iko Si Sip Obun chung đồ chắc khai giam ta. Kuriko Xiaomi chuẩn bị hai lần gọi cho Simita. Các bạn có nhu cầu học tiếng Hàn thì liên hệ mình nhé. Đây là đường về Phà Cắt Lái. Mình tranh thủ so sánh cái camera điện thoại và cái camera của cái máy quay cầm tay của mình. Chất lượng hình ảnh khá ổn. Và nó có thêm chức năng quay video chậm. Cái Facebook Pocket cũng làm được. Những lúc mà không lưu máy thì chất lượng ngoài trời của Facebook Pocket khá tốt. Tối đi xem cải lương và xem chiếc để giải trí các bạn. Sau tất cả mình mong muốn trở về với những giây phút yên bình bên người yêu.